Ở đây có bà con nào phải hay ù tai, có tiếng vo ve trong tai thì tôi bày cho cái cách sau để hết ù tai ngay lập tức nhé. Bà con xoa nóng hai tai, xoa xuôi kim đồng hồ rồi lại xoa ngược. Sau đó mình đây này, mình dùng hai ngón tay kẹp vào hai tai đây và ta xoa. Xoa cho nóng tai đi. Đấy. Tiếp theo là bà con để cho hai ngón tay trỏ ấn vào tai nhé. Và ta ấn, ta móc cái này, móc kéo ra đằng trước và kéo ra dưới đây, ta ấn móc, vừa ấn vừa móc kéo. Đấy. Tiếp theo là bà con cầm cái tai này kéo lên trên và há miệng ra 7 lần. Ta lại kéo ra ngang cũng 7 lần, kéo ra là há miệng. Ta cầm miệng kéo xuống 7 lần, kéo ra há miệng nhé.